mày cho mượn Thiện đi, rồi đặng tao xuống dưới kia rồi kêu nó chở con nhỏ kia rồi vợ chở nó đi chơi. Nói chung là cua con nhỏ kia giùm ông anh. Ờ, nó có gì vậy? Em đâu có chịu đâu. Đã để không vậy, nhiều khi còn dễ bị mất, còn đi cua giùm vậy là mất thiệt luôn á. Có khi nó cự nữ thằng này, để tôi binh thằng này. Nó giận tôi la cho nó một hơi. Ờ, bay gì bay la con tao không à? Con tao đẹp trai mà thì nó muốn nó khoái mà không khoái. Còn bây giờ mày phải thương nó thì mày phải nó ngọt nó. Ủa? Đó là thế nào đàn ông mình mà mình nếu mình thương chồng mình, mà chồng mình nó có mê con khác mình phải ngọt ngào. Đừng á, thằng chồng nó mới thương mình. Bà đừng có đẻ nữa, ba đứa đủ còn rồi. Còn đẻ thằng trai nữa. Má kêu, mới ba đứa gái à? Phải đẻ. Thôi được nhỏ rồi. Thằng trai có ba đứa gái chưa đẻ được trai nên mới ba đứa gái kêu ảnh đi quen nhỏ khác đó. Đẻ được ai nuôi? Đẻ nữa thì vợ chồng nuôi nhau chứ. Nó không đủ nó nuôi làm sao? Thì nó mặn nó nuôi. Gái trai dù hai đã đủ rồi. Nó nên đẻ đứa trai nữa. Cô tên Nguyễn Thị Minh Hồng, xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Cô nay 62, ở nhà cô làm ruộng, trồng cây, trồng dừa, trồng chanh, cây ăn trái. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Em tên là Cao Thị Phương Tâm, 31 tuổi. Em làm nghề kinh doanh, buôn bán. Dạ, em làm dâu của mẹ này được 13 năm. Có bao nhiêu cháu rồi chị hả? Em được 3 đứa. Mà lần đầu tiên cô gặp con dâu tương lai của mình đó, cô có ấn tượng gì với cô gái này không? Hồi đó anh trai của cô á trở về, ông này với mấy chị dâu á nói sao mà con rể của anh Thiện gì đâu mà sao nó ốm vô nhắc trong tù lui vậy má. Trời ơi mà sao nó ốm mà ốm nghe anh nhắc à vậy mà mới chịu không má. Nó nói hồi giờ chưa biết nữa nó sẽ nếu mà anh trai của cô á thì nó chịu thì cô chịu, con chọn thì má cũng thương con. Cô ôi, của cô mặt này xinh lắm á chứ kìa, mắt đẹp nè, miệng đẹp, mũi đẹp nè. Bây giờ nó có con để anh trai tôi nuôi rất mập lúc á. Chứ hồi đó nó xấu quắc, xấu quắc xấu quơ là nó đen, nó đen. Nên thui à, đó đen thui mà. Ờ mà hớt tóc con trai nữa. Giờ mới đẹp đó, chứ giờ hồi đó xấu quắc. Nó nói con trai nó đẹp trai lắm. Xấu nó quá chứ trời ơi. Nè, đẹp trai nói cô nghe nha. Mắt rất đẹp nè, mũi, miệng cũng đẹp giờ hết. Giờ nó mập nó đẹp đó, chứ hồi đó xấu quắc đen. Ờ nó về tôi nói đi ở sớm, tôi nói cái thằng này nó trai tôi trở về ai cũng chê đó. Nói trời ơi mày có mày đẹp trai mày có con ghẻ gì xấu quắc vậy Thiện. Trời ơi chứ đừng có hỏi nữa là cô chê nữa. Cái lần đầu tiên mà chị gặp mẹ chồng á có thấy khó vậy không? À, không, em thì nhỏ đó nói chung em cũng không có sợ ai hết á, nhưng mà má cũng thấy cũng hiền. Má nói chuyện nhiều lắm rồi cái hỏi gì nói đó rồi biết nói cả nhà ai sợ. Cũng chê em xấu không? Em tưởng em đẹp mà. À, khi mà về làm dâu á cô, con dâu cô có làm tốt mọi chuyện trong gia đình không? Cưới về làm dâu, đó, rồi cái khuya tôi dậy rồi, mới 2 giờ, 3 giờ tôi dậy, quét nhà rột nhẹ nhẹ nha. Rồi cái tôi nấu nước, nấu cơm, ông này cũng nói, bà ơi bà, sao bà cứ bà không kêu con dâu bà dậy bà làm, mà cứ bà quét nhà nấu cơm, bà làm gì lăng xăng vậy? Bà cưng nó quá rước nó lần, tôi nói thôi ông ơi, ông cứ không khó dâu không à, nên dâu vợ là mình phải cưng nó, đó. Chứ mình không cưng nó đâu có thương mình, không phải như xưa đâu. Nó hồi xưa cô làm dâu là 15 năm. Trời ông này út cô khóc hết nước mắt. Bà má chồng cũng giờ chồng khó dữ lắm. 2 giờ là cô dậy rồi mà 5 con trâu vậy nè, cô phải hốt chuồng hốt rơm rạ. Trời ơi. Tới nó cô sợ cứ trâu cô không dám hốt mà mới ráng. Đó, mình thương chồng phải ráng. Rồi mà cô nuôi 6 thằng trai. Đó, 6 thằng trai mà giờ cưới vợ 5 rồi còn thằng út nữa. Chị cho em hỏi chút xíu nha, ở nhà mình hai mẹ con mình có hay tâm sự chia sẻ với nhau không? Có nhưng mà ít lắm, mà thì mỗi lần gặp nhau thì cứ nói chuyện vui chuyện buồn chuyện hàng xóm chuyện đồ thì nói mấy cái chuyện rồi đó. Rồi còn ở nhà thì hai mẹ con hợp nhau nhất điểm gì? Đi ăn uống rồi đó. À, khi đang dẫn thì ăn khúp bê này đi kia. Ăn uống rồi hợp ăn khúp bê gì đó, bê nhà bê 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 gì đó, khúp bê ở dưới quê có ăn khúp bê nữa. Súp bê là sao, ăn là sao, cô phải thịt bê nấu súp không? Không có gì, thịt dê thịt này thịt kia nướng đó. Rồi tôi nói trời ơi, tôi vô đó tôi nói sao tôi khoái hộp vịt lộn mà tôi lấy hơn 5-6 trứng, tôi chia người trứng mấy đứa con. Tôi nói trời ơi má lấy chi dữ vậy, má ăn hết, má lấy chi dữ làm tôi ăn một trứng. Tôi lấy một dĩa xong rồi tôi thôi ăn hết, con ăn phụ má, con ơi ăn phụ má, ăn không hết lát trả lại bị rầy. Vậy là nhiều má, món trong đó đúng không? Nhiều món mà mình quê
quê không biết mình ăn trứng hộp lộn với ấy sâu thì thấy no rồi, còn đâu ăn gì nữa. Ta ăn súp bê á, súp bê là phải ăn chút 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 thôi. Ăn súp bê mà vô quốc còn vịt lộn không là được. Mấy lấy cánh gà với đùi gà không vậy đó, rồi cái xong cái hơi ăn không nổi, cái xong cái ngồi năn nỉ kêu người này người kia ăn phụ chứ không trả lại cũng không được. Rồi xong rồi em ngồi em càng nhậm nói đã đi mấy lần rồi, lần nào muốn đi vậy mà không rút kinh nghiệm gì hết trơn á. Đi nhiều lần mà cứ lần nào cứ đùi gà cánh gà với trứng hộp vịt lộn. Có bao giờ nói quá vô tư thế rồi em buồn hay gì không? Cũng có cái là má em á là nói cái chuyện này em không biết là má nói thiệt hay là má nói giỡn, nhưng mà má nói cái em buồn lắm. Chồng á thì đẹp trai mà em cũng biết ảnh đẹp trai, em đẹp trai giống như anh Quyền Linh vậy đó. Tự em giống như mặc cảm mình xấu hơn, ai cũng nói vậy chứ không phải là có mình má nói vậy. Hàng xóm rồi cũng nói nữa, nói chồng nó đẹp quá sao nó xấu quắc rồi này kia vậy đó. Nó hoài vậy đó hả? Dạ. Em nói tới giờ luôn á, em thấy mà em cũng đâu có đến nỗi tệ đâu mà. Liên lắm á, xinh lắm á cô. Rồi có một lần á, ở nhà em á thì chồng em đẹp trai nhất. Mấy anh kia thì không cao bằng, không đẹp bằng. Cái má nói mày cho mượn thiện đi rồi đặng tao xuống dưới kia rồi kêu nó chở con nhỏ kia rồi vợ chở nó đi chơi, nói chung là cua con nhỏ kia giùm ông anh. Trời ơi, cái gì vậy? Em đâu có chịu đâu, đã để không vậy nhiều khi còn dễ bị mất, còn đi cua giùm vậy là mất thiệt luôn á. Sao nè, tôi mượn cái thằng này chồng nhỏ này nè, thôi chở lên nhà giùm má. Mới chở lên tới nhà nhỏ này lót tót chạy theo, sao không biết nó nhắn tin con nhỏ nào đâu không biết nữa. Nhắn tin hoài, nhỏ này ghen, cự nữ rùm. Tôi nói thôi con ơi, gì, má cưới con á, con dâu má biết mình con dâu thôi. Còn nó ngoài đường ngoài xá hay kệ, nó hay kệ nó. Nhỏ nó không được, không được. Con em chồng của chịu. Con tự nhiên không, không má mà nói mà, vậy nè. Thôi kệ nó đi, nó quen ai thì cho nó quen đi. Rồi xong má chỉ biết mình con là con dâu, nhưng mà cái em cãi lên em nói thôi má coi con dâu, con cũng đâu chịu. Tự nhiên không, ảnh quen đứa khác, ảnh không thương con mà má. Đúng rồi. Anh nhưng mà lúc đó má nói chơi hay là... Vừa nói chơi vừa nói thiệt luôn. Có khi nó cự nữ thằng này để tôi binh thằng này. Nó giận tôi la cho nó một hơi. Ôi bay á, bay gì bay la con tao không à? Con tao đẹp trai mà thì nó muốn nó khoái mà không khoái. Còn bây giờ mày phải thương nó thì mày phải nó ngọt nó. Ủa? Đó, thế nào là ông mình mà mình hãy nếu mình thương chồng mình mà chồng mình nó có mê con khác mình phải ngọt ngào. Đừng đằng chồng nó mới thương mình. Đâu có chịu. Đó, mình la quá nó cũng giận nữa. Ủa sao kỳ? Ý này cũng hay. Không. Ý về mình thương chồng nhiều hơn thì chồng mới thấy là vợ mình thương quá mình đâu nỡ bỏ đi được. Cứ ghen tu tầm bậy bạ nó bỏ đi thiệt rồi sao? Không được, nhưng mà tạo điều kiện chồng mình đi với người khác là không ổn. Không. Đúng rồi, chú Quyền nếu mà nó thì bên con trai chứ lại là nếu mà đằng chồng có vợ bé thì mình phải ngọt ngào với thằng chồng. Nó mới thấy thương mình, nó trở lại mình. Còn nếu mà mình về nó về mình chửi mắng nó quá thì nó giận nó đi luôn. Nhưng mà có giờ mà chồng la rồi thôi chứ cô không có giận. Nói chung là khi la em rồi xem em nóng lên em la lại luôn. Em la chồng em la má vô má bên chồng em bực lên em la hết luôn. Con cô đẹp thành ra nên nhiều người thương lắm. Nó ghen dữ lắm rồi cô mới rầy cô nói thôi giờ con ngọt nào đó đi. Nó mới thương con. Giờ con dâu nó cũng đẹp ví dụ như bây giờ nó đẹp rồi đó chứ hồi đó nó xấu. Nó xấu quá à. Đó đây. Con khẳng định với cô điều này nha. Ai? Là cô con dâu cô đẹp. Mà con bảo đảm ngày xưa nhỏ nhỏ con gầy cũng đẹp. Không đó em ốm xấu quá à. Ốm xấu quá. Ốm đẹp vui vậy à. Thế ốm mặt cốp gì nè. Ốm TikTok thì ghê lắm. Với lại á là đừng có đẻ nữa, ba đứa đủ còn rồi. Còn đẻ con trai nữa. Má kêu mới ba đứa gái à? Phải đẻ. Thôi được không, rồi. Làm trai có ba đứa gái. Chưa đẻ được con trai nên mới ba đứa gái gì đó. Ảnh đi quen nhỏ khác đó. Đẻ nữa ai đều. Nuôi? Đẻ nữa thì vợ chồng nuôi nhau chứ. Nó không đủ nó nuôi làm sao? Thì nó mận nó nuôi. Gái trai dù hai đã đủ rồi. Nên đẻ đứa trai nữa. Thằng trai tụi nó nội địa đẻ đứa trai nữa. Thì đó hậu đó cô mà no sáu đứa cô còn nuôi nổi mà. Tôi nói với cô ơi, nói chứ nói cho vui thôi chứ bây giờ á. Nhiều đó đủ lắm rồi. Khổ tâm vụ đó. Rồi cái không chịu đẻ nữa. Cái nói là cho nó quen đứa khác đồ này kia cái em buồn. Mà má thì cứ hay bao che cho anh lắm. Về nhà cái bài cho nhậu hoài. Tôi nói lâu lâu nó nhậu một bữa. Nó mận cực thì cho nó nhậu một bữa chứ nó không cho. Về cái xong em cằn nhằn chồng em xong rồi cái lâu lâu nhậu một bữa. Có má đó nữa. Phải mỗi cái... ngày mỗi nhậu làm... Nhậu hoài đâu có chịu nổi. Bây giờ trở lại chuyện hai mẹ con chút xíu nha. Là ở nhà hai mẹ con mình không hợp nhau điểm gì chị? Em thấy không có gì hợp hết á. Không có cái gì hợp. Ăn thôi hợp thôi à. Là tới hỏi vô coi. Đẻ mấy đứa con. Nó biếng nó đút ăn nó ép ép nó không nhét. Đứa nào cũng đút rồi nó ăn nước mập ù ú. Nó làm biếng nó không nhét.
Nó nhét còn nó ói ra ngoài sao? Không có, đút nhét không nhét vừa no thôi. Để cho uống nước vô. Khi nào nhét, nhét mà bị ói chưa chị? Thì má nhét đó mới ói, còn em đâu có nhét đâu. Có khi ói, có khi vậy nó no, nó mềm 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 màu lớn. Giống như người người lớn mình thôi, ví dụ giờ nó ăn không được á. Giống như mình mà ăn không được, mình trong người mình khó chịu. Mà ai nhét vô thì mình lại càng khó chịu hơn nữa. Nhét cũng không phải là phương pháp tốt đâu cô. À, thì có khi á, nó cũng la cô cũng la lại, la đá lại cái này. Khi cô cũng giận nó dữ lắm nha. Nhưng mà cô mà suy nghĩ lại là cô khó kiếm được một nàng dâu nào mà hiền vậy mà đẻ, chịu đẻ nha cô. Trời ơi, nó hiền vậy á, thì nó giận nó la dữ lắm á. La lên là la này im ra này nó lỡ nhậu về em ơi em anh ngủ cho em anh ngủ cho em mình xuống ịch ngủ tí tháng rồi nó ngồi nó la nó thôi để cho nó ngủ đi rồi sáng nó tỉnh dậy rồi la nhiêu la à, chứ là nó đương nhậu xỉn rồi vậy la nó sao nó nói em ơi em anh ngủ cho em anh ngủ cho em ịch ịch xuống rồi ngủ tí sáng em ngồi em nói nhảm tới sáng luôn sáng rồi vậy để coi con trai cô nói gì nha. Có một lần má xuống nhà con chơi, vô tình má thấy con làm công việc mà vợ con không làm. Má có nói với vợ con làm công việc không mà vợ con không làm. Nên má có nói, vợ con thì cũng hơi nóng tính la má. Mong má thông cảm, tại vì công việc nhà sắp xếp thì không chuyện ai nấy làm. Nhiều khi má xuống thì thấy con làm, vợ con không làm thì má không biết. Má nói vậy là làm vợ con sẽ buồn và nóng tính. Sau này má nói la vợ con thì phải tìm hiểu trước. Con thì đứng cửa giữa, không biết sẽ bên ai. Nên con đành để cho hai người tự giải quyết. Con mong sau này má được nhiều sức khỏe, luôn luôn sống bên con cháu. Sau này má không nên nói giỡn để làm vợ con buồn. Đồng em anh cũng thương em nhiều lắm, cũng lo cho em, phải quan tâm anh nhiều hơn. Sau này bớt tính nóng đi, tại vì anh thấy em nóng thì anh cũng không thích. Mong em hãy sửa tính tình lại. Thì em á thì em cũng biết là em nóng á, nhưng mà sao em sửa không được. Em nói chồng em á là giờ á là mình nóng á là tại anh á, anh đi nhậu hoài mình mới bực thôi, chứ nếu anh không đi nhậu thì nhà mình cũng hiền quê mà mình đâu có làm gì đâu. Mà mỗi lần anh đi nhậu về là nóng lên à, nên giờ anh không đi nhậu là mình sẽ không có nóng. Hợp lý à, nó thì nó giận nó cũng la mèo, nó cũng thương chồng nó. Khi cô giận cô cũng la nó, mà thấy suy nghĩ thôi, cũng dâu cũng dương gái thôi kệ nó, giờ nó sống với con mình cũng mấy đứa con rồi, thôi mình cũng rộng lượng mà thương nó. Chị có mong muốn mẹ điều gì không? Má em á thì cũng hiền là thương rồi, nhưng mà có điều á là má hay nói chơi á, có nhiều cái nói chơi má nói cái xong cái má vô tư má nói ra cái xong cái con buồn mà má không biết. Cưới con rồi mà xong má cứ gặp mấy người trước má nói là con dâu hụt rồi đó, các em không có thích vậy. Thì hồi đó có con nhỏ ở sớm nó thương con trai của cô, bây giờ nó nói mà không duyên nợ thì nó thương nhỏ này. Mấy người kia nói con dâu hụt của bà kìa, thì nó kêu dâu hụt. Phụ nữ rất nhạy cảm à, đôi khi mình nói thế á cũng tội nghiệp con dâu mình á. Đây là con dâu chính thức mà nói dâu hụt hoài nó cũng hồi nãy anh nghe có rất nhiều vấn đề thế này nè, là mấy lần mẹ em la rồi em la lại mẹ em, có bao giờ em đã xin lỗi mẹ em lần nào chưa? À, chưa, em cũng thấy em nóng tính em la vậy là không có đúng, nhưng mà đâu có dám ở ngoài, không dám xin lỗi, nên cũng nhờ chương trình này để em lên xin lỗi má. Tại lúc đó con nóng quá rồi cái xong cái con la lên nhiều, xong con biết là má buồn nhưng mà tại con nóng là con kiềm không được nên con la nhiều dữ lắm, nên má tha lỗi cho con, má đừng có giận con. À, thôi má cũng thương con. Mai mốt á má con thấy mấy con dâu á má cưng cũng không đều nữa, má cứ hả má mấy chị dâu kia hả là mỗi lần về cái má cho gà cho đồ đem đi, còn hai em ở gần đó cái mỗi lần lên chở má về nhà xong cái về hỏi mẹ ăn chanh không, mẹ ăn ớt không, mẹ tại nhà trồng chanh với ớt cứ hỏi cho chanh với ớt không à. Trời ơi, vậy là không đều đúng rồi. Không. Lâu lâu dâu ở xa, cái mấy anh về bằng gà bằng đồ. Cái nhà làm cách làm đồ. Hãy hát tặng một bài, hát được không? Hát luôn trời hả? Ơi, hát luôn. Rồi, hay quá. Cái này vô tình mà có lo không? Không, hát luôn. Hát lớn, loa xùm luôn. Loa cả làng nghe luôn đó. Dùng ai ô, tôi có căn nhà tranh, tí bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình.
tôi với cây đàn âm thầm thờ than, cùng cổ hàng bên sớm mỗi lúc lên đèn sáng nhà làm quen. Có giờ mẹ hát với coi em dâu chưa? Con dâu chưa? Em hát nhiều lắm á. Sao vậy? Cô hát nhạc cũng được mà cổ cũng được luôn á, cô thuộc hết luôn. Vậy đó hả? Cô sáng dạ lắm á. Nhưng mà thôi giờ vậy nè, bữa nay con dâu nó biết nó xin lỗi rồi, nó không la nữa đâu. Đừng kêu đẻ nó nha. Hiểu không? Bây giờ tùy nó muốn đẻ, đẻ không không không. À đúng rồi. Miễn sao nó lo tròn vo cho cháu mình được rồi. Hôm nay rất là cảm ơn cô nha, cảm ơn em đã đến chia sẻ câu chuyện đó. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tình Trăm Năm. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:20 trên kênh HTV7 vào thứ Bảy hàng tuần và sẽ được phát lại vào lúc 22 giờ, và sẽ được phát lại vào lúc 20 giờ cùng ngày trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Netlove. Thưa quý vị, Ngọc Lan cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Calosu Gold ít đường, tiêu hóa khỏe, trẻ cơ xương khớp đã đồng hành cùng chương trình. Và người bạn đồng hành với Ngọc Lan không ai khác đó chính là MC Quyền Linh. Quyền Linh kính chào quý vị, chào Ngọc Lan thân mến. Rất là nhiều giọt nước mắt đã rơi trong chương trình này. Rất là nhiều nụ cười, niềm vui, hạnh phúc. Những giọt nước mắt buồn có, vui có, hạnh phúc có. Tất cả những cảm xúc đó nó luôn đông đầy trong mỗi chương trình. Những cặp tình nhân đã vượt qua một thời gian khá dài yêu nhau, vượt qua những cái hỉ nộ ái ố, chịu đựng nhau, hy sinh lẫn nhau để có một mối tình trọn vẹn trăm năm quý vị. Họ phải cố gắng, thậm chí người ta dùng một từ là hy sinh lẫn nhau. Và ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện như thế. Đó là câu chuyện của người đàn ông mang tên Nguyễn Công Huyền, 57 tuổi và người phụ nữ cô là Phạm Thị Lành, 55 tuổi, họ đã kết hôn 30 năm rồi quý vị. Tổng cộng số tuổi cộng lại của hai người là 112 tuổi. Để xem câu chuyện như thế nào nha. Xin mời quý vị. Con mời cô chú ạ. Xin chào cô chú. Dạ, chào anh chị. Dạ. Chào anh Hoàng Linh. Dạ, xin chào anh. Xin mời chị vào ngôi nhà Tình Trăm Năm của chúng tôi ạ. Dạ, chào chị. Rồi anh ở đây. Mời chị. Mình có món quà mình nè. Mình có món quà. Món quà hả? Dạ, có quà. Dạ. Tặng cho anh Quyền Linh. Dạ. Tặng cho dạ, cô Ngọc Lan, lần đầu tiên mình mới gặp. Dưa, dưa chua của cái này dưa leo. Anh làm gãy khô. Dạ, khô. Con này nè. Dưa leo làm chua. Dưa non đúng không? Dạ, dưa nụ á. Dưa nụ rồi mình muối chua ngọt. Trời ơi. Nông châu trắng. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dưa chua. Với lại có khô đó, cái về cái mình nướng với lại mình ăn với nấu cơm liền, nấu cơm liền xong rồi nóng nóng hỏi nha, bới tô cơm ha, cầm mấy trái ớt ăn miếng khô làm miếng dưa chua. Cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Cảm ơn. Rồi cắt đi kêu mấy nhỏ nấu cơm liền nha. Rồi mời anh chị ngồi. Mời chị. Dạ cảm ơn. Xin mời anh ạ. Cảm ơn Quyền Linh. Ngôi nhà Tình Trăm Năm rất là vui chào đón anh chị đến đây để kể về cái câu chuyện tình yêu của mình. Dạ. Là không biết đã vượt qua bao nhiêu sóng gió để được đến ngày hôm nay rồi ha. Không biết câu chuyện thế nào. Anh là mình quê ở đâu anh? Dạ, tôi tự giới thiệu là tôi tên Nguyễn Công Quyền. Dạ. Là ở năm nay là 57 tuổi ở Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. À, dạ. Anh tên Huyền đúng không? Dạ. Em tên Linh. Gọi là Quyền Linh. Sao đâu cũng hợp quá ha. Dạ, hợp quá, rất hợp luôn vậy đó. Dạ. Mình giới thiệu về mình, năm nay cô tên Phạm Thị Lành, 55 tuổi, mình đến từ Trà Ôn, Vĩnh Long. Vậy là cô chú cùng quê với nhau. Dạ, cùng quê. Cùng quê luôn. Dạ. Trà Ôn là ở huyện nào? Ở huyện Trà Ôn. Huyện ở huyện Trà Ôn mà xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn. Xã huyện Trà Ôn, tỉnh Trà Vinh. Tỉnh Vĩnh Long. Vĩnh Long hả? Dạ. À vậy là Tam Bình xong rồi tới Trà Ôn, Tam Bình rồi Trà Ôn. Là gần cầu Cần Thơ đúng không? Dạ. À quẹo qua bên tay trái Trà Ôn đó. Dạ Trà Ôn. Dạ, hay quá. Cô chú ơi, vậy thì cô chú kết hôn là 30 năm rồi. Dạ. Vậy thì hơn 30 năm trước, ngày đầu tiên cô chú gặp nhau là như thế nào, cô chú nhớ không? Ngày đầu tiên thì cũng như không có gặp nhau, nhưng mà nhờ cái anh bạn rể hiện giờ đó, thì anh giới thiệu tôi có mà đứa em vợ là nó cũng xinh lắm.
Thôi bây giờ tôi đi dắt em đi qua bển coi 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 được không cưới. Cột kèo giới thiệu. Bây giờ cột kèo giới thiệu. Hồi trước là anh em ở xóm thôi. Rồi sau này mới là đúng là thành cột kèo. Ở xóm mới thành cột kèo luôn, nhờ ở xóm mới giới thiệu qua luôn ha. Rồi qua tôi gặp luôn. Dạ qua gặp luôn. Là trong vòng là đâu bao lâu đâu thì tới hỏi tới ngày đi coi thì gặp nhau là thích rồi. Thấy con này là thích rồi. Ủa vô gặp là thích liền hả? Không phải như vậy nè. Dạ. Tại vì về cũng như là ông tính là định là không chịu, nhưng mà ông nội rồi ông nói bây giờ tao đã già rồi, mày phải lo cưới vợ cho nhanh đi, chứ để tao tới chuyện tao mất thì sao tao biết tao với cháu dâu. Đó, rồi tốn cùng lại suy nghĩ hoài. Nên là thôi chấp nhận. Ủa nhưng mà mới lúc qua đó dạ. thấy chuyện sao? Thấy thì trong lòng thì thích, nhưng mà cũng chưa là thích lắm. Tại vì hơi thích ha. Hơi thôi. Tại vì hồi trước tới giờ chưa quen biết nhau. Nhờ cái anh bạn rể dẫn qua đó, dẫn qua xem. Lúc anh qua đó thấy anh sao? Hồi hộp lắm. Tại vì mai mối chứ không có quen trước mà không có thương, chưa có cái tình cảm gì trơn á. Rồi mai mối đó rồi cái người cha mẹ định vậy, cái mình nói thấy chỗ đó vậy đó gả thì mình cũng làm thinh, chứ mình cũng lúc đó mình còn mắc cỡ lắm, còn thấy ông bà không có, chưa có cảm giác chưa gì, chưa có cảm tình gì hết. Mà lúc đó là cô thấy chú làm sao, lúc mà cô vừa nhìn thấy chú là cô thấy làm sao, cô nhận xét làm sao? Lúc đó ông đẹp trai lắm. Phong độ lắm. Đẹp trai phong độ lắm. Lúc cái này 30 năm rồi đó hả? Dạ. Nhưng mà nhìn anh nha, anh thấy đặc biệt nhìn thấy cái lỗ tai thế là lạ đó ha. Có dạ, ai nói vậy không ha? Dạ cái hồi đó là thính tai lắm. Thính tai. Giờ cái lỗ tai về mà thính ai cũng thích hết trơn á. Nghe hơi gió là biết đẹp hay xấu liền. Rồi sau đó mình gặp nhau ở đó, về tức là cũng vẫn chưa chịu. Chưa chịu. À. Cũng như là mình quen biết nhiều quá rồi, bây giờ lại cũng như là mới đi coi đây chưa gì hết trơn mà ông nội ông hỏi mày chịu hay không, mình cũng còn ngại nữa, nhưng mà trong lòng cũng hơi thích rồi. Hơi thích rồi. Rồi sau lúc đó khi mà ảnh về rồi chị trong lòng thấy sao? Hồi lúc đó mình còn cũng còn khờ lắm thì cha mẹ nói chỗ đó được vậy, chứ mình ngại lắm, mình mắc cỡ lắm, mình cũng sợ lắm, không biết sao nữa. Rồi ba mẹ nó hơi giờ gã chỗ đó vậy đó thì cũng nghe vậy thôi, chứ cũng không chưa phản kháng gì hết. Lúc đó hai mấy tuổi rồi hả? 24 tuổi. Lúc mà đó là cái cô có người yêu không? Không có người yêu, ở nhà cha mẹ có cha ba khó tính lắm, cho nên là không có bao giờ mà có bạn trai mà khác giới mà về nhà được. Không có bạn trai dẫn về nhà, không. Anh dám. Lúc đó có trải qua mối tình nào chưa? Cái đó thì đẹp trai phải nói có nếu nữa không thì không ai tin hết. Chắc vài mối à. Dạ. Rồi cái hai người có liên lạc với nhau sau cái buổi gặp đó không? Không có luôn. Không có luôn. Coi như gặp lần đầu gặp đó rồi tới cái ngày đám hỏi luôn. Đi coi, dạ, đi coi, đi coi rồi cái ba mẹ dẫn đi coi vậy đó. Rồi tới chừng hai người lớn đó rồi hứa với nhau rồi qua cái giờ nói để mà bàn tới cưới hỏi vậy thôi. Chứ còn hai đứa không có gặp nhau luôn. Rồi lúc đó phải cưới thôi, tại vì ba mẹ bắt rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà từ lúc đi coi đó cho tới cái ngày đám cưới là bao lâu? Có một tháng à. Có một tháng. Trời ơi. Nói cưới có một tháng còn à. Tại vì ép cưới rồi. Ví dụ như nói không phải cưới trước rồi mới thương sao, chứ còn hồi lúc đầu là đâu có cái tình thương gì đó. Mà trong một tháng đó là cô chú có gặp lại nhau không? Có gặp, có gặp nhau. Đám nói xong rồi thì bắt đầu ba nó phải xuống làm ghế. Tại vì hứa ba má hứa gả bất tử vậy đó, rồi đâu có củi có gì đâu. Rồi phải đi xuống làm ghế đặng cưa củi. Cứ tuổi đang làm đám cưới. Dạ. Tới sẵn cái dịp đó cũng vậy, là tại vì cái anh bạn rể bây giờ á thì ảnh kêu mình đi coi em vợ của ổng. Thì tới chừng mà đây đồng ý rồi mà hứa cưới gả nhau rồi thì ổng nói thôi bây giờ mày xuống làm rể đi, mày cưa củi đồ với tao, chứ bây giờ nhà không có củi rồi sao mà ông mà nói dụ, ông dụ đó trời. Ông không có người phụ á. Đúng rồi, có người phụ nó đỡ. Ông rồi cái xuống ông phụ cưa củi. Cái em mới nói là thôi bây giờ tôi xuống làm rể nào, bây giờ cũng chưa có biết làm rể, thôi giờ anh đã trước rồi anh lại phụ tôi đi. Cái hai anh em dẫn xuống là anh cưa củi. Cưa củi với tôi, chặt củi không biết nữa, bữa củi không biết luôn. Giờ anh dạy anh chỉ rồi cái anh đà làm nhiều hơn mình. Vậy anh làm nhiều hơn á, năm kêu qua tại anh lại làm nhiều hơn mà. Sau đó làm rễ trước khi đám cưới làm rễ bao mấy ngày? Khoảng mười mấy ngày. Mười mấy ngày ở đó có gặp không?
Gặp, à, gặp nhau lúc chả... đó mắc cỡ lắm. Gặp nhau mà trốn không hả? Xuống thì cũng bữa củi chặt củi rồi tới chuyện ở cũng đem đồ xuống ở 2-3 ngày vậy về. Chứ còn hai đứa thì cũng đi ra phụ cứ củi. Ngủ rồi. Trong nhà luôn hả? À, ngủ nhà, ngủ ở trong nhà. À. Nhưng mà ngủ thì ngủ vậy đó chứ rồi cũng như làm ghế cưa củi rồi xong công việc rồi ảnh về. Chứ hai đứa không có nói chuyện gì chết á. Không lợi dụng không ta. Nói cái gì luôn hả? Ta lợi dụng vô ta ở trong nhà ta chặt củi cưa củi xong ra ta cưa tay này kia rồi. Cưa kia tay là chảy máu. Ờ, nắm tay này kia đó. Ê, không có cũng, luôn hả? Cũng muốn lắm nhưng mà sợ bị la rồi nó cỡ. Đó ổng không độ á, bạn gái đồ bồ bịch nhiều lắm. Ủa vậy đó. Còn mình á thì không có bạn trai. Cho nên gặp ổng mắc cỡ lắm, gung lắm. Rồi coi như là gặp không nói với nhau tiếng nào, chỉ chào hỏi thôi. Chào hỏi thôi. Rồi rồi tới đám cưới luôn. Dạ. Trời ơi, rồi cái ngày đám cưới rồi cô chú có nôn nao không? Hay là tâm trạng của cô chú như thế nào? Tới chừng là làm ghế bữa củi rồi xong về, cái tới ngày đám cưới thì đi xuống để kiếu ghế rồi đó. Rồi cái bữa mà mình đãi họ đó đi xuống kiếu ghế thì mình đi trang điểm đâu có nhà. Rồi tới rước dâu về rồi mấy về là mấy hai đứa mới gặp nhau thôi chứ còn mà lúc mà đám nấu rồi cũng ít lắm. Thì đi xuống làm ghế xong vậy rồi ảnh về chưa có yêu đương gì luôn á, không có yêu đương gì hết, không có tình cảm gì luôn. Nhưng mà có một cái ba khó tính là ông bắt buộc phải đi dán mắt Nhật, là hồi đó là đăng ký kết hôn, bây giờ đó là dán mắt Nhật. Cái sợ ông này là bộ bịch phong độ quá rồi cũng có nhiều khi sợ có bộ bịch đây rồi nó tranh cản đó, phải đi ra xã dán mắt Nhật. Cười cười có ai nếu mà ai có tranh chấp gì đó thì người ta xé. Trời ơi, có tranh chấp. Đám cưới rồi còn anh sợ tranh chấp không? Dạ, giống như đám rượu của mình cũng tranh chấp vậy. Không phải đâu, hồi lúc đầu tiên đó là đặt mình đi kết hôn đó à. Là dán mắt Nhật. Đặng khi mà thí dụ như ai có xé cái mắt Nhật đó thì là cái định lại. Cũng như là có giống như ra xã đăng ký kết hôn vậy đó. Ủy ban hay là công an gì can thiệp. À. À, cái đó là tính sao à. Còn như mà yên hết trơn á, cái bắt Nhật tới ngày đám cưới cũng còn nguyên vậy thì tiến hành tới rồi đám cưới sao chú? Cái này quan trọng nè, hồi nào giờ chú thấy cô là không có trang điểm, cái bữa đó là chú thấy cô là cô xuất hiện một cái là cô đã trang điểm rồi, chú thấy sao? Thấy đẹp hơn cái ngày mình coi nữa. Rồi bắt đầu á, từ từ cái về nhà rồi cái lần lần có cái tình cảm, nó có tình cảm rồi mới thương lần lần. À... lúc đó trang điểm chắc bé An á, bé An ở Trà Vinh. Bé An chắc trang điểm tại nó ở Trà Vinh. Đúng rồi. Dạ. Hồng lúc đó chắc mẹ bé An. Sau đó đám cưới mình có rung không, lúc mà lên làm lễ có nắm tay này kia, rồi có hôn nụ hôn đầu tiên ở trên sân khấu này kia không? Thì hồi đó cũng là có nhưng còn ngại lắm. À. Ngại dữ lắm, cũng đưa lại vậy nè, ai cũng vỗ tay kêu hôn đi hôn đi đó. À. Rồi cũng nhích nhích vô chút xíu rồi. Có nhích. Yeah. Có nhích là có thích rồi đó. Đó, nhích nhích chút xíu. Yeah. À. Rồi tới cái lúc động phòng rồi nhích có nhiều xíu không chú? Mà cái đó dường như mình hay giấu nghe, làm như nó muốn quên hay gì á. Thế tới đó ngại quá. Nhưng mà tôi sợ tối thường ở dưới quê á, mấy chú rể mà đêm đồng phòng á là sáng chơi xả láng rồi tối là quắt cần câu là đi luôn, không có đồng phòng đó, không biết mình có vậy không? Không, cũng cố gắng chứ, cũng cố gắng cái gì cái chứ mình phải rước dâu về, mình phải trước mắt là cái đó rồi, tại vì mình cưới về mình phải làm sao cho vui vẻ trong lòng mình những cái ngày tháng chờ đợi gì đó. Đánh dấu chủ quyền cái. Nghĩa là có bạn bè mời nhưng mà uống phải cầm chừng đúng không? Dạ. Chứ không phải chơi xả láng. Mà hồi đó uống mạnh lắm, mấy bạn bè thì nó uống trước rồi mình lúc đó lo là đãi khách rồi này kia nọ, nó uống xỉn hết trơn, chiều nó uống đâu được với mình nhiêu đâu, thì nó hại mình cũng không được. Không được, vậy là cũng mạnh lắm rồi ha. Thường dưới quê phải không, mỗi lần đám cưới trời ơi tôi uống từ sáng đến chiều tối. Tối tới nơi là coi như lết hết trơn, không ai còn uống nổi hết trơn. Nói vậy thành ra đa số chú rể ở dưới quê là không có đêm đồng phòng, phải chờ 2-3 ngày sau tỉnh mới đồng phòng. Vậy đây cũng chưa được khúc. Chưa, phải chưa chứ. Phải chưa chứ. Tại mình đã tính toán rồi anh Linh. Tính rồi đó. Rồi tối đó chú nói gì với cô? Người con gái trong sáng không biết cái gì hết. Rồi nói như vậy nè, nói
Lúc lúc mà hai người là leo giường ha, thì kêu lên trước, kêu lên giường trước đi, rồi mình không thẳng phải mò lên sau, cái đó là giường cho mà với phụ nữ, vợ mình phải lên nằm trước, đó, rồi cái cũng ngồi đó nói chuyện một hồi ra mới nằm xuống. Mà nói cái gì? Thì cũng như là nói anh đã thương em vậy đó, rồi dần dần mình mới có nhưng, cái tình nhưng cảm. Nhưng mà bữa đó Bảo Lập chưa có thương thiệt nè, nói cho nó có thôi. Mình nói cho có, cho nó vui lòng thôi. Đúng không? Tại bữa đó đâu có yêu nhau là ngày nào đâu mà nói yêu nhau. Nói anh thương em rồi nói cho có vậy đó ha. Để có cho nó vui thôi. Cho vui thôi đúng không? Để dù vô tấn công vậy thôi ha. Mà lúc đó lại cô làm sao cô? Lúc đó họ mới về á, mình cũng hồi hộp, mình lo, cũng sợ, mới là ngày đầu mà về mà. Nhưng mà cái tình cảm của mình đó thì thương vậy thôi, chứ còn mình chưa có nghĩ tới cái chuyện gì hết trơn á. Rồi cái hổng thẳng từ từ chứ, tại vì mình chưa có tình cảm mà. Rồi lần lần. Lần lần. Lần lần đây chủ động trước, đúng phải không? Lần làm vài ly nó có khí thế, không tấn công gì ha. Dạng dĩnh rồi lên. Dạng dĩnh.